Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9 2024, ngày này cách đây 79 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Vâng, chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc có mặt tại quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng trong ngày Quốc khánh. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, vào sáng sớm nay, rất đông người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về đây xếp hàng chờ vào lăng viếng Bác nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Trong thời tiết mát mẻ, từ hơn 4 giờ sáng, đã rất đông người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình để chờ đón lễ thượng cờ, chào cờ diễn ra vào lúc 6 giờ sáng trước khi vào lăng viếng Bác. Lựa chọn điểm đến là quảng trường Ba Đình trong kỳ nghỉ lễ. Nhiều người đã có được cảm xúc tự hào và biết ơn khi được sống trong một đất nước thanh bình, độc lập, tự do.